Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng nông cơ Phúc Luân anh em nha. Cửa hàng em thì hôm nay lên cho anh em cái lô máy. Đó, lô máy máy cưa. Ở cái giạc ngoài đó anh em thấy những cái máy cưa đó, đó là máy cưa liền lạc đủ đồ. Đó. Còn phía ở trong này là những cái con máy hàng sát, hàng bãi sát để cho anh em lấy đồ, lấy phụ tùng. Đó. Thì anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng anh em nhé. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo và cả Facebook. Đó. Thì anh em mua mã nào trong đây thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng. Anh em mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để săn hàng bên em nha anh em. Bên em thì nói chung là trong cái tháng này ngày nào bên em cũng sẽ lên một cái clip 3-40 mã, 50 mã đó. Anh em cứ coi thoải mái. Thì đây là em dọn ra một chỗ này để quay cho anh em. Còn hàng ở trong nhà cũng rất là nhiều anh em. Máy cưa, máy cỏ rất là nhiều, phụ tùng. Đó. Thì anh em mua hàng nào thì có số điện thoại, anh em liên hệ qua số điện thoại hoặc là gọi trực tiếp kết bạn Zalo với em. Ha. Rồi, hôm nay... em quay cái dàn máy cưa ngoài này trước cho anh em giới thiệu từng con. Thì anh em cảm thấy cái mã nào mà hợp lý á thì anh em mua ha. Đó, máy ở đây thì bao gồm có Estin nha anh em, có một cặp máy cưa nè. Đó, Estin 021. Đó, hàng này là hàng của Đức nha anh em. Có Komatsu. Đó, màu đỏ. Komatsu này Komatsu Genwatt nha anh em. Đó, trợ lực 3850EZ đó. Còn cái con này là một cái con Komatsu G250 Maru 254T. Đẹp nha anh em, con này đẹp cực kỳ. Đó, con này là hàng em bên em lựa xuất sắc nha anh em. Hàng này nó đã nổ rồi ha, nó đã nổ rồi. Thì mua về anh em được test nổ nha anh em, được test nổ. Anh em nào mới mua hàng lần đầu vui lòng chốt cọc tiền ship. Anh em nào mua hàng qua em rồi á thì không có cần phải cọc ship nữa anh em ha. Giá của con này là 2 triệu nha anh em. Maru 254T. Đó. Hơi hám ngon lành nha anh em, giật hơi nè. Đó anh em nghe. Đó, hơi từng tiếng nè. Đó. Đó. Hơi từng tiếng nha anh em. Đó. Rồi, máy cưa ở đây thì có Ryobi nha anh em. Con này con G3500 nè. Đó, Ryobi 3500 ha. Trợ lực. Đây, G3500 nha anh em. Máy này trợ lực nha, đẹp. Đó, dây giật này. Chẳng tin ha. Con này mấy bác lớn tuổi thì xài ngon nha mấy bác. Đó, xài giật cái nổ à. Con này nó 30 35 34 cc. Trợ lực. Máy thì cực kỳ đẹp nha, có làm xích luôn, tầm trung ha. Giá của con này thì hơn 3 triệu một tí ha. Đó. Rồi, còn như cái con này. Con này là con Estin nha anh em. 009 ha. Mặt lốc chứ cũng khá đẹp. Con này hơi cũng chắc nha. Hơi chắc. Đó anh em nghe tiếng hơi không? Đó, hơi cũng chắc nha anh em. Rồi. Giá con này 1 triệu 8 thôi anh em ha, làm nổ ngon lành về đến nhà. Đó, này. Estin 009 ha. Còn bên đây là con này Estin 021. Đó, hàng này hàng của Đức. Cái con này thì nó thương hiệu rồi, thương hiệu Estin mà của Đức hàng bãi á. Nòng của nó 40 ly nha anh em. Con này hơi thì cũng chắc luôn nha anh em. Hơi cực kỳ chắc. Đó. Con này thì làm xích đầy đủ, giá 3 triệu 8 anh em, 3 triệu 8 con này. Còn kế tiếp nè, con này là con Komatsu nè, Genwatt 3500. Đó, con này hàng đi khai thác, có trợ lực nha, nòng 40 ly. Con này thì 2 triệu 4. Ha. Đó. Còn bên này có một con Ryobi nha anh em, 2500, con này 2 mấy cc thôi. Mà đẹp. Con này thì so sánh thì đối với em nó đẹp tầm khoảng 95%. Con này hơn một găng tay thôi, nó 2,5 kg thôi. Cầm nhẹ nhàng. Rồi em giật hơi nghe nè. Đó. Đó, hơi rất là chắc nha anh em. Con này giá của nó là 2,1 triệu đầy đủ làm xích ha. Thôi, đến với một thương hiệu nữa tay cục, con này Hitachi. Con này đầy đủ làm xích. Đó. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 1 triệu 450. Đó, đầy đủ làm xích ha, về anh em tự làm nổ Hitachi. Đó. Còn con bên này là con Tanaka.
Tanaka tay dài ha. Đó, TC33. Con này hàng bãi Nhật về. Đó, làm nó còn chữ Tanaka. Còn hơi hơn nha. Hơi chắc nha. Đó. Giá con này thì 1,550 triệu ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ ha. Rồi, thì vừa rồi em cũng sơ lược qua mấy cái con máy cưa ha. Đây. Còn con này con Hitachi nữa nha anh em. Hitachi CS40. Đó, cũng đẹp ha. Con này nó có cái tem nằm đây nè, cái tem nằm đây nha anh em. Về anh em dán vô nó rớt ra ngoài. 34cc con này. Con này em bán cho anh em với mức giá là đầu này em bán 900 ha, 900 cộng ship không bao ship nha. Hơi thì ok, để em giật hơi cho anh em nghe nè. Đó. Đó, hơi rất là ok luôn anh em ha. Đây 900 Hitachi. Đó. Anh em lưu ý là hôm nay là cái lô 26 tháng 5 thứ 6 nha anh em. Còn những cái lô trước á thì nói chung là anh em cũng có chốt khá là nhiều. Cho nên là nó cũng còn lộn xộn, cũng còn một số mã thì em cũng có thể là bỏ ra đây luôn để em bán tiếp theo cái lô ngày hôm nay. Thì có nhiều anh em xem lâu rồi thì không mua được, có nhiều anh em thì mới vô xem á thì thấy mình cần cái con hàng đó thì mình bán. Và hôm nay em ký hiệu cái lô này là lô E nha anh em. Thì bây giờ cái lô E này là em sẽ đọc cái lô xác đó, ví dụ E1 cho đến E cuối cùng trong đây đó, thì anh em cứ coi theo cái đó anh em mua ha, theo cái lô E thì anh em mua ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay cho anh em coi ha. Rồi thì đi vào cái lô E đó, đi vào cái lô E thì em sẽ bắt đầu từ cái E1 ha anh em, bắt đầu từ cái E1. Đây. E1 thì em sẽ có một cái cần 3K nha nè. Cần zin 3K. Trời thì hơi tối anh em thông cảm nhé. Cần zin 3K. Cần này thì chưa chạy bao nhiêu luôn ha. Đó, cần này em bán cho anh em là 800.000 nha anh em. Nó có một bên tay lái. Một bên tay lái đây. Nó xúc là nè. Đó, tay lái của nó đầy đủ hết nha anh em. Đó. Cần này là cần xoay ha. Nó có luôn cái bình xăng con ở đây luôn ha. Đó. Rồi, cần này em tính là E1. Chén kẹp đầu bò đầy đủ nha anh em. E1 ha. Rồi, qua tiếp theo E2. E2 nè. Rồi, lên đây cho nó sáng anh em. E2 nha. Rồi. E2 là em sẽ có một cái cục 2.500. Rồi, cục này giật nó bị kẹt kẹt cứng máy luôn ha. 2.500 nha anh em, nó xài chung với G2500 luôn. Con này để ý cái lóc này, bô đồ còn này, phần lóc này còn đó. Còn bên trong thì nói chung là bán theo cái kiểu hên xui. Dây lửa em còn này ha. Rồi, con E2 này em bán cho anh em là 250k về cho anh em lấy đồ ha. Tiếp theo qua con E3. E3 là một cục 5.200, nòng 45 ly, IC còn, bình xăng con còn, buri còn luôn đó. Con này thì bê tông với nòng nè anh em nhìn nè. Đây đó, bê tông với nòng nè, bộ bê tông nòng này là còn đẹp đó, còn rất là đẹp nha anh em. Rồi con này con C3 450k bao ship cho anh em ha. C3 450k bao ship. Tiếp theo qua con C4 nha anh em. C4 là cái đầu này đầu hưu. Hu này lốc nhôm nè, hu này nó không có số. Hu này hu 42 hay sao á anh em. Em giật hơi thử. Con này giật không được. Bê tông. Bê tông lên nè. Xem nha. Ồ, không thấy nó lên. Hàng này lấy phụ tùng thì không thấy bê tông nha anh em. Nòng không à, không có bê tông. Bố này, chén bơm nhớt của còn nè ha. Này bình xăng con còn luôn nha anh em. Hu này không biết hu mấy, không thấy hu mấy luôn anh em ha. Rồi con này con E4 ha, bán cho anh em là 300k nha anh em.
E4. Con này hư máy thì em không biết, nên em nhìn á, về lấy thì gì lấy. E4 300k. Tiếp theo qua E5. E5 là một cái đầu máy Estin hơi ngon nè. 011. Con này Estin 011 hoặc là 010 thôi. Con này chắc 011 nha anh em. Con này chén chuông còn, không còn bơm nhớt. Chén chuông bố thôi còn. Ốp lam còn luôn. Nó tiền còn đẹp nha anh em. Đó. Rồi. Con này là một con E5. E5 này đầu này em bán cho anh em là 950 ha, 950 con E5. Tiếp theo con E6. E6 là một đầu Kawasaki TG24. Đầu này nè. Hai ngóc bố đẹp liên can nha anh em. Đầu này tuyển chọn đẹp. Đầu này E6 bao hơi cho anh em ha. Hơi chắc nha. Hơi chắc. Rồi, đầu này em bán 850 nha anh em. 850 con E4 ha. Tiếp theo qua con con này con E6 850. Tiếp theo qua con E7. E7 là một cục sát của Shidowa. Cục sát này bích tông của nó bị xước, xước nhẹ thôi ha. Máy thì còn lăn nè. Còn lăn. Shidowa này chắc 685, Shidowa cũng khá là to nha anh em. Con này bố chén đồ còn. Nó còn vậy thôi ha. Con này con E7 hả? E7 này em bán cho anh em là 450 ha anh em. 450k cho con E7. Tiếp theo qua con E8. E8 là một con 5280. 5280. Con này em giật hơi thử. Con này giật hơi ngon, về để cho anh em lấy đồ luôn ha. Bên này chén bố không có. Đó, nó còn vậy thôi. Rồi con này em bán 500 ha. 500 nha anh em. Con này con E8. E8 nha anh em. 500. Tiếp theo qua con E9. E9 là một con 38cc nha anh em. 38cc. Con này hơi chắc nha anh em. Con này bán 1.4 triệu ha. 1.4 triệu cho con E9 nha anh em. Đó, 38cc nha anh em. Đẹp liên can ha. Thông số của nó có dưới đây hết nha anh em. Đó, thông số của nó đây ha. Rồi E9 ha. Tiếp theo qua E10. E10 đây là một cái cục máy giống như là Huana 345 vậy đó anh em ha. Anh em nào làm thì anh em sẽ biết. Đó, giống như cục Hu 345 vậy đó. Con này lăn tốt nha anh em. Nòng còn mới lắm. Con này bao hơi cho anh em nha. Lửa thì không còn. Bố chén nè, xài chung với Hu hết nè anh em ha. Cục này cục E10 bán cho anh em 500k. 500k cục E10 nha. Anh em nào không biết thì cho là mắc. Còn anh em nào biết thì thấy nó rẻ thôi nè ha. Cục E10 500k. Tiếp theo qua E11. E11 là một con Huana. Con này bị cứng máy ha, sát mà. Lấy đồ thôi. E con này, con Hu này thì nó đa số liên lạc lốc nhôm. Con này chắc Hu 42 luôn á. Đó. Con này con E11 ha, chén mà. Bố còn tiền còn đầy đủ. Rồi, cái sát con E11 này em bán cho anh em là 1 triệu nhé. 1 triệu. Tiếp theo qua con E12. Con E12 là một con máy cưa nha anh em. Con này con Zilby G320. Bình xăng con còn nè. Con này thì máy thu của khách. Nhưng mà về anh em có khả năng lấy được rất là nhiều đồ nha anh em. Bình xăng con này mua ngoài là 200k. Đó, chưa tính là chén chuông được các thứ nha. Chén nè, chén chuông còn nè ha. Mặt trước còn nè. Anh em là hư mặt trước thì lấy. Lấy nguyên con lấy, chưa tính nồng dên trong đó. Thì không biết. Rồi. Con này thì giật nó tụt tụt rồi. Đó. Rồi. Con này con E12. E12 là con Zilby G320. Đầu này em bán 450. Tiếp theo qua con E13. E13 là một con Hitachi. Hitachi nha anh em. Hitachi. Con này Hitachi CG33 nồng đứng nha. Đó. Con này bích tông thì nó có xước nhẹ, xước nhẹ xíu thôi. Về anh em bo lại là xử lý được. Còn lửa ha. Máy thì giật được.
Đó, máy giật được lửa con ha. Con này con E13. Giá của nó là 400 480 ha, E13 480. Tiếp theo. Qua con E14. E14 nè, một cái đầu máy Estin 041 ha. Bình xăng con còn nè. Đó, phần bên trong này, ha. Con này lóc liếc đồ còn. Bố chuông đồ còn này. Đó, máy thì không có gì giật, không giật được luôn ha. Rồi đầu này bán cho anh em là 480 ha. Con 14. Tiếp theo. Con 15. Con 15 là một cục single ha. Cục single. Single này 3.700 nha anh. Con này cái bộ nòng bích tông của nó là bao cho anh em là còn đẹp còn xài được lóc nhôm ha. Bình xăng con quên rồi còn lửa ha. Lửa còn nè, single 3.400 nha anh. Single 3.400. Rồi. Trong đây bà không có bánh giật ha, bánh giật bên đây không có. Nó có lò xo rồi thôi. Đây thôi. Đó nó chỉ vậy thôi ha. Rồi. Cục này cục số 15 ha. Cục số 15 này em bán cho anh em là 650 ha. 650, còn single 3.400. Tiếp theo qua cục số 16. Cục số 16 là một cục Shinowa SD ha, Shinowa SD. Con này giật còn thấy còn hơi tốt nha anh em, hơi tốt. Mặt lóc trước còn đẹp. Bố chén chung, bơm nhớt còn đầy đủ ha. Con này con số 16. Con này em bán 900 ha. Tiếp theo qua con số 17. Số 17 là con G ha. Con G36 AV. Con này bình xăng con nè, nắp e đồ còn hết nè. Bình xăng con là còn đẹp tuyệt đối luôn. À, anh em nhìn. Đó, anh em nhìn nè, đẹp chưa? Đẹp tuyệt vời luôn. Đó. G nha anh em, 310 36 AV. Đó, còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, ok. Thì con G36 AV này em bán cho anh em là đầu này em bán 1 triệu nha anh em. 1 triệu. Con này như mã số 16 hả? Mã số 16 ha anh em. Rồi tiếp theo, giờ qua con này 17 nha anh em, 17 nha. 1 triệu ha, G36 AV mã số 17. Giờ tiếp theo qua mã số 18. 18 này em có một cái con Maru. Maru này 310 SCNR ha. Đầy đủ. Lam có, không có xích. Mà cái này cái tay nó bị gãy ha, tay bị gãy đây, hơi nè, hơi chắc. Con này rửa ra thì rất là đẹp. Giá con này em bán cho anh em là 1.500.000 ha. Con số 18. Tiếp theo qua cho anh em con số 19 ha. 19 này, 19 là cục Sinaway. Cục 19 này là Sinaway nha anh em. Sinaway này Sinaway 440 nha. Mặt giật em thấy cũng còn nè. Còn bình xăng con nè, bình xăng con quên rồi luôn. Bê tông này xước ha, bê tông xước. Rồi. Cục Sinaway này em bán cho anh em là 500.000. Về anh em tự làm, tự lấy đồ ha. Siwa 440. Còn lại cục số 19 500. Tiếp theo qua cục số 20. Cục 20 này là cục V3009. Cục này cứng máy ha. V3009 bị cứng máy. Bố chén rồi còn ha, bố chén rồi còn này. Lóc trước nhôm đẹp đó. Hàng bãi về nha anh em. Cục này cục mã số 20. Cục này em bán tròn 1 triệu ha. Mã số 20 1 triệu. Tiếp theo qua mã số 21. Là em có một cái cục 5.200 ha. Cục 5.200 nha anh em. Đó, giật được ha. Cục này em bán 450, mã số 21. Đó, 5.200. 45 đi. Tiếp theo, cục số 22. 22 là một con MZC 38. Con này nó thiếu đồ nha anh em. Bộ hơi bích tông bạc em bao cho anh em. Lửa em bao cho anh em còn ha. Trong này là cái chụp giật là nó thiếu một cái lò xo lớn, về anh em vô thay thế vô ha. Con này nó còn đẹp lắm mà thiếu đồ thôi. Về anh em kiếm đồ bỏ vô là xài. Thiếu nắp boe ha, ốp lam còn, thiếu cái nắp chụp bên đây nè. Đó. Chén chuông,
chén thì không có, nó thiếu mấy cái bộ phận lặt vặt. Còn cái đồ chính của nó là lửa, bộ nòng gen còn được hết ha. Con này con mã số 22. 22 này em bán cho anh em với mức giá là 800k. Tiếp theo qua mã số 23. Con 23 là một cái con máy Singu 320, không còn bình xăng con nhé, bố còn. Con này bộ nòng của nó hả, còn đẹp tuyệt vời nha anh em, bộ nòng bê tông còn đẹp tuyệt vời. Con này con mã số 23, mã số 23 này em bán cho anh em với mức giá là nó đang thiếu đồ, thiếu một số đồ thôi anh em, mà mức giá là 700 nha anh em. Con mã số 23 700. Tiếp theo con mã số 24. Mã số 24 là một con Maruyama G310 Komatsu. Con này giật được nha nè, thiếu lửa. Đó, bô biết được còn ha. À, chén bố được còn đầy đủ, còn bình xăng con. Bình xăng con được còn đó. Rồi, con này con mã số 23. Giá con G310 này em bán cho anh em là 850 ha. 850 bao ship mã số 23. Tiếp theo qua mã số 24. Mã số 24 là một con Tanaka CST330. Rồi, con này thì bị cứng máy, lửa còn, bình xăng con còn. Bên ốp lam, bên mấy cái bộ phận này nè là còn hết ha. Rồi, ok. Con này con mã số mã số mấy em quên. 24 hả? 24. 24 này em bán cho anh em là 600. 600 nha anh em. Tiếp theo qua mã số 25. 25 này. Cục Humilit ha, cục này bị cứng máy. Đó. Rồi, con mã số 25 này bán cho anh em 100. Tiếp theo qua mã số 26. 26 là một con Estin 031 ha. Con này em bao cho anh em nồng gen còn ngon. Nồng gen còn ngon nha anh em, thiếu một số đồ ha. Bên đây bố nè, động cơ bên đây nè. Đó. Nên con này về lấy nồng gen rồi rất là ngon nha anh em. Con này con số 26 hả? Estin 031 26. Giá của cái động cơ này là 500.000. Tiếp theo qua mã số 27. Mã số 27 là cái cục TG25. Cục này xài rồi nha anh em, cục này khách xài rồi. Cục này khách xài rồi nhưng mà giật nó cũng không có hơi á. Đó. Rồi, cục này cục số 26. 26 này em bán cho anh em là 350 ha, 350. Tiếp theo qua mã số 27. Cục 27 nè. 27 cục Hitachi Tanaka đây. Cục này hơi xước nhẹ ha. Đó. Cục này chất nòng 40 ly ha. Cục này 27 em bán cho anh em 130.000 về lấy nòng với lấy dây. Rồi, tiếp theo qua cục 28. Cục 28 nha nè. Cục 28 là cục CS300 ha. CS300 con cửa áo gió còn nè. Boe bình xăng con đồ còn hết nè. Con này bị tụt hơi nha nè, lửa còn, nồng còn. Đó, Q-Rit 300 ha. Đó, bánh chuông bên đây thì không còn. Rồi, còn vậy thôi ha. Rồi, về anh em tự làm, tự lấy phụ tùng. Rồi, cục này em bán cho anh em với mức giá là 650 ha. 650. Rồi, đến con cuối cùng. Con cuối cùng là nghĩ nha nè, con cuối cùng. Con cuối cùng là một con Hitachi. Hitachi với Tanaka xài chung, con này em giật hơi thử. Ô, con này giật thấy hơi căng nha nè. Nòng còn rất đẹp. Nòng còn rất đẹp nha nè. Rồi, con cuối cùng này Tanaka. Đó, thiếu bô thôi ha. Bán cho anh em là 550. Đó. Rồi, trong cái lô cuối cùng ngày hôm nay kêu hưng. Rồi, trong cái lô cuối cùng ngày hôm nay là cái con cuối cùng là con Tanaka nha anh em. Rồi thì cũng còn mười mấy mã nữa, nhưng mà hôm nay em tạm ngừng lại cái con
tạm ngừng lại cái con Tanaka ngày hôm nay. Thì trong cái lô vừa rồi em mới quay lô xác á, thì anh em mua được cái món nào trong đó thì liên hệ với em. Còn cái dàn máy hệ ngoài đây nè, đó dàn máy hệ ngoài đây thì anh em nào có mua thì liên hệ. Và bây giờ em mời anh em đi vô trong nhà cùng với em xem một cái số sản phẩm anh em chưa thấy qua, thì anh em mua thì anh em ủng hộ ha. Đó, rồi quay vô đóng này, quay vô đóng này ha. Đây anh em, cái đóng này là cái đóng máy cưa, máy cưa sát của em, nó cũng còn rất là nhiều đó. Anh em nhìn cái bề nổi ở trên vậy đó, chứ ở dưới nó còn nhiều lắm. Còn qua bên đây thì có mấy cắt cỏ nữa nha anh em, mấy cắt cỏ và cần mấy cắt cỏ đó, cũng đủ thứ luôn ha. Cho nên dài đến đây là cũng mấy cắt cỏ luôn đó. Anh em mua cần mấy cắt cỏ thì em cũng có nha anh em, hoặc là anh em mua mấy xác binh lửa mấy cắt cỏ đó thì em có. Thì cũng có một cái số phụ tùng đầu bò mấy cắt cỏ á, thì em cũng có luôn ha. Rồi ok, thì vô trong đây em thấy cái này hay hay thì em sẽ bán rẻ cho anh em nè, về anh em lắp vô máy. Rồi ok, cái cần này là cái cần tum 260 lăng êm nha nè, màu cam nè, đẹp tuyệt vời. Tiếc một cái là bị gãy một bên đây. Còn đầu bò của nó chống kẹp cuốn cỏ này anh em thấy không, chống cuốn cỏ luôn nè. Đó, đầu bò sử dụng ốc này ốc lớn nha, ốc này ốc 17 luôn đó. Nó có cái miếng này bảo vệ con ốc luôn ha, chắn cỏ là còn gì đó. Rồi cái cần ở trong kho ngày hôm nay, cần này em bán cho anh em là 350k này. Anh em nhìn cái phần móc đai dây đeo nè, nó còn vàng ươm luôn anh em thấy không, đẹp tuyệt vời đó. Rồi gần này là gắn cho 260 được luôn nha anh em, 350k. Anh em nào lấy thì liên hệ với em ha. Rồi quay qua bên đây, quay qua bên đây thì anh em cũng thấy cần đồ không à, cần đồ cũng rất là nhiều đó. Cần đồ không à, anh em thấy không, trên đây thì có đầu máy đó, nguyên một dàn máy cắt cỏ đó. Rồi thì ở dưới đây thì còn một số máy Echo đó, rồi sát máy cũng khá là nhiều đó. Quay dọc dọc ra đằng trước cho anh em xem, thì đồ món bên em thì em sẽ bán với cái giá cực kỳ tốt, hy vọng anh em luôn ủng hộ đồng hành cùng em ha. Rồi thì bây giờ thì video em sẽ kết thúc tại đây nha anh em. Thì mong anh em luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng của em trong thời gian tới, và cũng cảm ơn toàn thể anh em đã mua hàng ủng hộ bên cửa hàng em trong thời gian vừa qua. Bây giờ em sẽ tắt video, và anh em muốn mua mặt hàng gì thì anh em liên hệ. Anh em đừng quên để lại cho kênh em một like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ kênh của em anh em ha. Rồi em sẽ tắt like tại đây. Anh em chốt hàng liên hệ qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng. Em sử dụng một Zalo duy nhất, một số điện thoại số 9, còn thêm một cái số điện thoại kia thì em bán hàng em sẽ công bố theo sau đó cho anh em biết ha, để tránh tình trạng khi mà tặng hàng quảng cáo lừa đảo. Rồi thời buổi bây giờ cũng có rồi đó anh em, mấy người bạn hàng cùng với em bán thì cũng đã có xảy ra rồi, cho nên là anh em hết sức lưu ý về cái vấn đề này ha. Rồi bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video ngày hôm nay. Em xin tắt nha anh em, bye bye anh em.